chú cá đã vào rồi. Su ơi Su, khéo tay nhá, không rơi xuống đấy nào, xem có vào được không. Em nhìn này, đúng rồi. Ôi và Su đã có một chú cá bên trong rồi đấy. Rất là thú vị đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ hớt tiếp các bạn khác nào. Cẩn thận không rơi bạn ở trong miệng ra nhá. Rồi lại được một chú nữa. Vật dụng của chúng ta rất là khéo đúng không em? Hai con, vật dụng của chúng ta đã được hai con rồi đấy các em. Thêm một con nữa xem nào. Xin chào các bạn, hôm nay á mình lại đi siêu thị mình mua được đồ chơi mới này. Đâu Su ơi, Su giữ nguyên để chị cho các bạn xem nào. Các em ơi, đây là một đồ chơi mới đấy. Đây là đồ chơi gì hả Su? Đồ chơi cá lớn nuốt cá bé. À đúng rồi, em đưa cho các bạn nhìn. Các em ơi, ở đây là có một chú cá này. Một chú cá này, xong rồi chú có một cái lưới này để mình vớt đúng không? Ồ, còn đây là những chú cá bé. Nhưng mà chơi như nào nhỉ? Đưa chị xem đằng sau nào. À các em ơi, trò chơi này rất là thú vị nha các em nhìn này. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị một chiếc chậu nước và cho các bạn cá nhỏ vào trong chậu nước đúng không? Sau đấy mình sẽ dùng cái vợt này, mình sẽ đưa các bạn cá nhỏ vào trong miệng của chú cá đúng không em? À đây đúng rồi, đây này các em này. Đây là hướng dẫn, đây là đồ chơi của Nhật các em ạ. Nên là rất là hay đấy. Rồi bây giờ chị với bạn Su sẽ cùng nhau thử nhá. Su ơi, bây giờ em bóc cho các bạn xem đi. À các em ơi, chị đang hồi hộp lắm, chị chưa bao giờ chơi trò này. Về chị với các bạn nhé. Ờ. Wow, Su ơi, Su giơ thẳng lên cho các bạn xem nào. Em để ngang ra, em để ngang cho các bạn nhìn thấy. Để ngang ra, đây. Em phải để như này cho các bạn nhìn thấy. Bỏ tay ra chị, đây, em cầm như này. Đấy, các em ơi, đây là hình chú cá này. Và chú có chiếc miệng. Đấy, chúng ta sẽ đưa cá, chú cá nhỏ vào đây đúng không? Xong rồi đưa vào miệng này đúng không? À, vậy là bây giờ chị sẽ phải chuẩn bị cho em một chậu nước đúng không? Em ơi, em tháo cái chú cá nhỏ ra chị xem nào. Em tháo ra nhé. Rồi, em tháo những chú cá nhỏ ra xem nào. Đâu, chị xem nào. Các em ơi, ở đây chúng mình có 4 chú cá nhỏ. Và có 4 màu sắc rất là đẹp. Su ơi, Su, Su thử đọc màu xem nào. Yellow. Đâu, chị xem nào. Em ơi, em bóc từng con một ra xong em dơ lên cho các bạn xem nào. Được ạ, em bóc hẳn ra nhé. Ừ, em bóc hẳn ra đi. Yellow. À, Su ơi, Su, Su từ từ cho các bạn xem nào, dơ lại cho các bạn. Yellow. Từ từ nào em, đấy đúng rồi, các em ơi, một chú cá rất xinh luôn. Orange. Nào, em quay ra đây các bạn cá lại. Ờ, đúng rồi. Green. Yeah. Đúng rồi. Blue. Đúng rồi, vậy con cá to màu gì hả em? Pink. Đúng rồi, em phải rơi cho các bạn xem chứ. Đúng rồi. Wow, chiếc miệng của bạn ấy rất là rộng đúng không? Bạn ấy sẽ nuốt hết những chú cá nhỏ này của chúng ta đúng không em? Vâng. Rồi, bây giờ chị sẽ chuẩn bị một chậu nước nhá. Ơ, chị chuẩn bị cho em rồi à? Ờ, chị chuẩn bị cho em một chậu nước rồi, đợi chị nhá. Vân ơi, mình sẽ cho người cái chú cá nhỏ này vào trong nhé. Đúng rồi các em ơi, chị đã chuẩn bị cho bạn Su một chiếc chậu rất là nhỏ xinh xắn rồi. Bây giờ bạn Su của chúng ta sẽ thả những chú cá vào đây nhé. Sau đấy bạn ấy sẽ dùng con cá lớn sẽ đi nuốt những chú cá bé nhá. Wow, ôi những chú cá thật là màu sắc đúng không? Dạ. Su em thấy trò này có hay không ấy? Chị đang hồi hộp lắm. Rồi bây giờ em sẽ lấy chú cá to của em đi. À một chú cá đã vào rồi. Su ơi Su, khéo tay nhá, không rơi xuống đấy. Nào, xem có vào được không. Em nhìn này. Đúng rồi. Ôi, bạn Su đã có một chú cá bên trong rồi đấy. Rất là thú vị đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ hớt tiếp vào các bạn khác nào. Cẩn thận không rơi bạn ở trong miệng ra nhá. Rồi, lại được một chú nữa. Bạn Su của chúng ta rất là khéo đúng không em? Hai con. Bạn Su của chúng ta đã được hai con rồi đấy các em. Thêm một con nữa xem nào. Lần này, à, bạn Su đã bị trượt rồi đấy. Bạn Su đã bị trượt rồi. Rồi, cho vào đi nào. Wow, chú cá của chúng ta lại tiếp tục được rơi vào chiếc miệng to đùng của mình rồi. Và đây là con cuối cùng đấy các em. Các em xem nhá. Xem mà liệu bạn Su của chúng ta có hớt được không. Wow, chú cá thứ tư rồi đấy. Cố lên bạn Su. Có bị rơi chú cá nào ra ngoài. Wow, vậy là cuối cùng bạn Su của chúng ta đã hớt được cả 4 chú cá rồi đấy. Không biết là trò này chị có chơi được không nhỉ. Em thấy bụng của chú cá đấy no chưa? No rồi đấy. Ở trong đấy có mấy con nhỉ? 4 con. Đúng rồi, bạn ấy ăn một lúc được 4 con cá to luôn. Nước nhỏ như này ấy, mà cá cũng còn bơi được. Ờ đấy. Thôi em đừng cho bạn ấy vào, bạn ấy ướt em ơi. Bỏ ra đi. Rồi bây giờ em nhả các bạn cá con ra xem nào. Rồi các em ơi, bây còn giờ chị con nữa căng bụng. Chị sẽ chơi thử xem nó như thế nào nhá. Đủ 4 con rồi mà em. Su ơi, đưa chị mượn nào. Để chị thử xem cái trò này xem có khó không nhá. Su bỏ tay ra đi em. Rồi chị sẽ thử này các em này. Ôi khó phết đấy các em. Đấy.
chúng ta sẽ phải rất khéo léo phải ạ. Wow, chị cũng chơi được rồi đấy. Ôi chết rồi. Cái bạn này không cẩn thận bạn ấy sẽ ra ngoài. À chị hiểu rồi, mình sẽ phải ngậm miệng bạn kia lại đúng không em? Đấy, xong rồi chị để bạn này vào đây, xong bắt đầu chị bật cửa há miệng bạn ấy ra và chị cho bạn ấy trôi vào. Vậy là chú cá đã bị trôi vào rồi đúng không? Chú ơi, của em đây, em thấy trò này thế nào? Rất là vui các bạn ạ. Bây giờ mình rất tiếp hai con này nha. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ không phải đi câu cá nữa mà chúng ta sẽ hớt cá đúng không? Và những chú cá to sẽ có nhiệm vụ nuốt hết những chú cá bé. Thích không? Ờ, đấy, cái miệng của bạn ấy rộng nên bạn ấy nuốt được hết rồi. Trò này thích nhỉ sư nhỉ? Vâng. Ý, cho rơi bạn ạ. Một chú cá đã ra ngoài, em thấy chưa? Không khéo là mình vẫn làm rơi ra ngoài ngay. Đúng không? Đấy chưa? Xem bạn Su của chúng ta có khéo tiếp không nhỉ? Rồi, vậy là tất cả các chú cá đã rơi vào rồi. Ngăng 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 ngăng. Bây giờ chúng mình mang cá đi thả thôi. Su ơi, bây giờ chúng thả tất cả các bạn đi rồi chúng mình cùng ta chơi tiếp nhé. Xin chào tất cả các bạn, chắc rằng sẽ là cho mình nhé. Hẹn lại cho các bạn trong video sau. Các bạn hãy mua cá về và chơi với mình nhé. Đấy, bạn Su của chúng ta bây giờ chỉ mải chơi cá thôi các em ạ. Bản thân chị còn thích cơ. Những chú cá này rất là đáng yêu các em ạ. Đây các bạn ơi. Đấy, các chú cá đấy, bạn Su của chúng ta đang nghịch đấy. Hẹn gặp lại các em trong video sau nhé. Các em mua trò chơi này về chơi thử nhé. Chị đảm bảo là sẽ rất thích đấy. Nước này.